Trở về với cuộc sống độc thân, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải khác nhau thế nào? Vào ngày 19 tháng 2 vừa qua, Hòa Minzy lên tiếng xác nhận đường ai nấy đi với bạn trai thiếu gia khiến nhiều người hụt hẫng và tiếc nuối. Cô nhấn mạnh cả hai chia tay vì hết yêu, hoàn toàn không phải do người thứ ba. Sau tất cả, Hòa Minzy và Minh Hải chọn cách chia tay văn minh, cùng nhau chăm sóc con trai chung là bé Bo. Cuộc sống độc thân của họ hiện đang thu hút nhiều sự chú ý. Sau khi tuyên bố chấm dứt với Minh Hải, Hòa Minzy mau chóng thể hiện tinh thần lạc quan và thoải mái trên mạng xã hội. Cô đăng ảnh đi du lịch nhiều nơi tận hưởng cuộc sống. Hòa Minzy cho biết con trai chính là động lực để cô cố gắng mỗi ngày. Ngoài việc chăm sóc con cái, Hòa Minzy cũng dành thời gian cho công việc. Cô tất bật với nhiều dự án, đặc biệt là việc Hòa Minzy tham gia Sau Nhập Ngũ 2022 khiến khán giả vô cùng thích thú. Bà mẹ đơn thân nhận được nhiều lời động viên tinh thần từ người thân và đồng nghiệp trong suốt thời gian qua. Thiếu gia Minh Hải từng dừng hoạt động mạng xã hội một vài ngày hậu chia tay Hòa Minzy. Sau khi lấy lại được tinh thần tốt hơn, bạn trai cũ Hòa Minzy mới lộ diện trên mạng xã hội. Hiện Minh Hải vẫn đang sống và làm việc tại nước ngoài. Theo những hình ảnh đăng tải, có thể thấy dù sụt cân khá nhiều, nhưng Minh Hải đã lấy lại được sự vui vẻ và lạc quan. Đồng thời trong thời gian này, Thánh Soi đã phát hiện ra chàng thiếu gia vẫn đang giữ nguyên loạt ảnh kỷ niệm năm xưa bên Hòa Minzy trên trang cá nhân.